Hello everyone. À, bây giờ mình đang luộc một ít củ khoai nha. Có củ khoai và củ bắp mình luộc, mình hấp để mà cho cả bịch kỳ ăn nha mọi người. Happy kỳ Rocky và Ricky đang chê đề món ăn của bố. Sao đợi bồng chưa? Và đây là chị Đài Rosi. sao để bụng thế nào, bố có chỉ chưa? Chín rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra để nguội với tất cả bịch thì á. Trên đây bụng ăn để bụng ăn mày đứa. Chơi này bố cho ăn nè. Rosi, bố chơi to mà, cái nào bố to mới được ăn chứ. Khoai đã luộc chín và để nguội rồi, bây giờ mình sẽ cho cả bịch thì ăn nha. Đây. Ok, Ricky. Ăn được không? Đây, Ricky mình chơi to thì chơi dầm ăn nha mọi người, rất là giỏi nha, con lại ăn đây. Lại ăn đấy, cái bố cho ăn đây đó. À, không có đây, có đây nữa nha. Sao? Ngọt không? Ngọt không ba đứa hả? Ăn khoai để bổ sung chất xơ nha. Ăn rút kì. Rồi xì hai tay hai quả. Đang ngồi ăn riêng rồi phải không? Mình nghĩ thì ba bịch thì chỉ ăn chừng này là được, cũng đủ nó và đủ chất rồi đấy mọi người. Thực sự mà khoái thì ăn nhiều cũng rất là khó tiêu hóa. Ăn một đĩa một củ thôi nha. Rút kì ăn sao mà nó ăn xong nhà đấy á. Này, xoay lại. Ăn đấy. Ăn đấy, còn có đấy. Cái kiến ăn nè, ăn lúc kiến ăn nè ha. Ngang này bắt đầu đủ rồi cơ, leo teo rồi cơ. Ôi trời ơi, bay gần đồng ngán chứ. Có con này, có con này đây, có đốc kia đây. À, xong nhà ra con luộc ha. Để nào đấy, để nào đủ vậy, để nào đủ mà giỏi vậy, để nào đủ mà giỏi vậy. Lại đây, lại bộ ăn này, ăn này. Ăn không?
Ba bảy thì bữa nay rất là ngoan nha, ngồi ăn với nhau không không có tranh nhanh thức ăn nữa. Rất là ngoan, rất là ngoan, rất là ngoan. Sao vậy, còn ăn nữa hả? Cái khoai này thì ăn cũng hơi cứng và hơi khô này mọi người, nên cả mọi khi chỉ ăn được một ít thôi. Tôi xí thì ăn nhiều quá à. Tôi xí thì ăn bao nhiêu cũng ăn nhiều hết nè. Lúc kia có con muốn ăn nữa. Đây của con này. Cho ăn được không? Rocky và Ricky không ăn nữa nha mọi người, chỉ ăn được một ít thôi. Thôi không ăn nữa, đừng có leo lên nổi chứ. Để nó không thích đu như vậy ta. Để cái nào bổ làm cho một cái cây chén để một cái để đu nha. Đấy, để leo treo và để đu đu đứa nha. Gắt thè, gắt thè. Thế kia gắt thè. Đây được à? Đây là cái trái không? Đây, cho lên đấy, cho con lên ở đây mình cần anh chị đấy.